Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang chuẩn bị phương án đối phó với những chỉ trích nếu cuộc phản công của Ukraine không diễn ra đúng với kỳ vọng. Trong vài tháng qua, khả năng Ukraine tiến hành phản công đã được truyền thông khai thác nhiều, dù giới chức kép từ chối công bố chi tiết vì lý do bảo mật. Chính quyền Mỹ ngoài mặt vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine với cả quân sự lẫn kinh tế chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, theo tờ Politico hôm 24 tháng 4 cho biết giới chức Washington đang lo ngại sẽ bị cả hai phe diều hâu và bổ câu trong nước công kích nếu cuộc phản công không đạt kết quả như kỳ vọng. Bên phe cứng rắn khi đó có thể sẽ nói rằng lẽ ra cuộc phản công của Ukraine đã thành công nếu chính quyền Mỹ chịu cung cấp mọi vũ khí mà Kiev yêu cầu như tên lửa tầm xa, chiến đấu cơ và các hệ thống phòng không. Ngược lại, bên chủ Hoa sẽ cho rằng việc không đạt được mục tiêu cho thấy Ukraine không đủ khả năng đánh bật Nga ra khỏi lãnh thổ hoàn toàn. Chính quyền tổng thống Joe Biden đã tuyên bố công khai rằng chính Ukraine sẽ tự quyết định thời điểm nước này sẵn sàng đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Nhà trắng được cho là cũng đã lưu ý với Kiev về khả năng viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ đến lúc phải chậm lại, đặc biệt là khi Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện. Các quan chức Mỹ đồng thời còn cảnh báo Ukraine về nguy cơ của việc đặt kỳ vọng quá cao và dàn trải lực lượng quá mỏng, tương tự như lời cảnh báo dành cho chính quyền Afghanistan khi Mỹ trong quá trình rút khỏi nước này vào năm 2021. Cũng theo tờ Politico, giới chức Mỹ được cho là không tin tưởng vào kết quả của cuộc phản công. Đánh giá từ tài liệu mật của Mỹ bị dò dỉ hồi đầu tháng 2 cho rằng Ukraine sẽ không hoàn thành các mục tiêu. Một số đánh giá hiện tại cũng cho là Ukraine có thể đạt bước tiến miền Đông và miền Nam, nhưng không thể lặp lại thành công của năm 2022. Các trợ lý chính quyền Mỹ đã thảo luận về việc kêu gọi Ukraine chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn thay vì đàm phán hòa bình lâu dài để ngỏ khả năng cho Ukraine giành lại thêm lãnh thổ trong tương lai. Đi kèm với đề xuất này là những cam kết an ninh, hỗ trợ kinh tế từ Liên minh châu Âu, viện trợ quân sự để củng cố quân đội Ukraine. Các đồng minh của Mỹ cũng sẽ dè e về việc viện trợ vũ khí khi mà chiến thắng của Ukraine ngày càng xa dần. Dạn nứt trong sự ủng hộ của Liên minh xuyên đại Tây Dương sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ của người dân và Quốc hội Mỹ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.